cái lò nó đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa vừa cháy, củi khô là cháy trước rồi dần dần là cả lò phải nó nhóm lên. Tất cả các cơ quan vào cuộc, ai đứng ngoài đâu, mà không thể đứng ngoài được. Cá nhân nào có muốn không làm cũng không thể được. Thế mới là thành công. Tham nhũng là khuyết tật bẩm sinh của quyền lực, là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ. Thời đại nào, chế độ nào, quốc gia nào cũng có, không thể xóa ngay tận gốc tham nhũng trong một thời gian ngắn. Do vậy, trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, không thể chủ quan, nóng vội hay là thỏa mãn, không được né tránh, cầm chừng. Trái lại, phải rất kiên trì, không ngừng, không nghỉ, vừa phải kiên quyết phát hiện xử lý tham nhũng, vừa phải kiên trì giáo dục quản lý, ngăn ngừa, răn đe, không để xảy ra tham nhũng, vừa phải cảnh giác đấu tranh với những âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, phần tử xấu, lợi dụng đấu tranh phòng chống tham nhũng để kích động, chia rẽ, chống phá đảng, nhà nước và chế độ ta. Bản lĩnh chính trị anh tốt, anh không bị đứa nào lôi kéo thì làm gì mà tham nhũng. Nếu đạo đức anh trong sáng, anh giữ gìn liêm sỉ thì làm gì phải đi tham nhũng. Cái đó là cái gốc. Nó bảo bây giờ nó lắm mẹo lắm, nó đi vòng quanh, nó trả trực tiếp đâu. Nó qua trung gian, nó qua vợ con, nó qua bạn bè. Phải tỉnh táo chứ. Mong các đồng chí hết sức giữ gìn. Phải thật sự gương mẫu, thật sự là thanh kiếm và lá chắn. Kiếm phải sắc, lá chắn phải vững, nhưng mà cái tâm phải trong sáng, cái đức phải tốt. Chứ nếu không là tôi cũng xử anh cả về cái tội đức. Tôi cứ nói thật, phải hết sức tỉnh táo, giữ mình cho trong sạch, nghĩ mình phương diện quốc gia. Tôi nói là tiền cũng quý, nhưng chết không mang theo được tiền. Danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất. Thì tôi nghĩ các đồng chí ngồi đây cũng là thép đã từng tôi luyện. Các đồng chí trải qua bao nhiêu công việc rồi, bao nhiêu chức vụ rồi, làm thành công cũng có, thất bại cũng có, khó khăn phải giải quyết cũng có. Đây là những đồng chí được thử thách nhiều đấy. Thép đã tôi trong lửa đỏ và nước lạnh, lúc đó thép trở nên không hề biết sợ. Trên bìa người ta in cái tư tưởng chủ đạo về cuốn sách Thép đã tôi thế đấy là như thế, của nhà văn Liên Xô Ostrovsky. Ông ấy nói thế này, tôi không nhớ nguyên văn nhưng mà tinh thần thôi: cái quý nhất của con người là cuộc sống và danh dự sống. Bởi vì đời người chỉ sống có một lần, phải sống làm sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, để khỏi phải hổ thẹn vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, mang tai mang tiếng, mọi người khinh bỉ. Để đến khi nhắm mắt xuôi tay, ta có thể tự ao rằng ta đã sống có ích, đã mang tất cả đời ta, tất cả sức ta hiến dâng cho sự nghiệp cao cả nhất của đời, vì vinh quang của Tổ quốc, của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân, của con người. Và để con cháu chúng ta mai sau mãi mãi biết ơn, kính trọng, học tập và noi theo. Điều thứ hai tôi muốn nói là Bác Hồ luôn luôn căn dặn, nói rất nhiều đến tư cách của người cách mạng, trong đó nhấn mạnh rất mạnh, nhấn rất mạnh đến vấn đề đức và tài, trong đó đức là gốc. Không phải ngẫu nhiên mà Bác nói đến 12 điều về tư cách của người cách mạng, nhấn mạnh phải chung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Đặc biệt Bác nhắc nhở phải luôn luôn tu dưỡng rèn luyện để giữ gìn đạo đức cách mạng, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, coi chủ nghĩa cá nhân là kẻ thù hung ác,
là thứ giặc nội xâm, dù nó không mang gươm mang súng. Bác nhấn rất mạnh, chủ nghĩa cá nhân là một thứ gian dảo xảo quyệt, nó kéo người ta xuống dốc không phanh, làm hư hỏng con người, băng hoại đạo đức, phải quyên quyết đấu tranh quét sạch nó đi. Và chính bản thân bác, chính bác đã thực hiện, đã làm, đã nêu gương, làm cho bác trở thành một vị bậc vĩ nhân, một lãnh tụ vĩ đại, được toàn đảng, toàn dân, toàn quân, được bạn bè quốc tế kính phục, yêu mến. Tôi vẫn nhớ khi mà sau khi bác mất, cách đây khi kỷ niệm 100 năm, làm một cái bộ phim Hồ Chí Minh chân dung một con người. Nhà văn Nguyễn Đình Thi có viết một câu: trên ngực áo này không một tấm huân chương, nhưng dưới làn áo mỏng này có một trái tim. Sâu sắc lắm. Còn nhà thơ Tố Hữu thì đã có rất nhiều bài viết về Bác Hồ, và tôi rất thích cái câu: mong manh áo vải hồn muôn trượng, hơn tượng đồng phơi những lối mòn. Giờ mình đi làm chống tham nhũng, mình lại tham nhũng thì còn nói được ai? Chân mình còn lấm bê bê, lại cầm bó đuốc đi dê chân người. Ai đã tham gia vào ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng mà vướng vào tham nhũng tiêu cực thì tôi đâu không phải là cá nhân tôi, mà nói tức là đảng, nhà nước. Tôi xin mạn phép được nói cái gì đó, tôi sẽ xử lý trước. Sắp tới còn phải hướng dẫn thế nào, quy chế làm việc ra làm sao, không ạ? Nhất là chọn nhân sự thế nào. Chứ là ông chống, ông vào đây không chống tham nhũng, ông lại tư túi, ông mà lại vướng vào tham nhũng thì ông còn chống ai nữa. Mà anh nào vướng ở đây tôi xử trước. Nói thẳng là như thế. Rồi các bác, các đồng chí thấy bắt một loạt cái vụ tưởng như không làm được, bây giờ bắt thôi. Và sắp tới sẽ làm vụ nào kể tên rồi trả bí mật rồi. Khối anh sợ thì không thể không làm được, vì nó đã rõ quá rồi, nó là thành xu thế rồi, thành phong trào rồi, đây là niềm tin của dân và đòi hỏi của cuộc sống, không thể không làm được. Đây là cuộc đấu tranh nội bộ trong chính chúng ta, trong mỗi con người chúng ta, cho nên phải làm kiên trì, làm bền bỉ, phương pháp đúng, nhân văn, nhân đạo, nhân ái, nhân tình, chứ không phải là cố xử nặng hay là đối xử với nhau mới là tốt rồi. Mà khuyến khích ai đã chót nhúng chàm rồi thì rửa tay đi thì thôi đi. Chúng ta đã từng thực hiện chiến tranh nhân dân, kháng chiến toàn dân toàn diện, phải là toàn dân làm. Bây giờ đấu tranh phòng chống tham nhũng cũng phải toàn dân, tất cả các cấp cùng làm, chứ không phải ở dưới không làm thì chỉ ở trung ương làm thì trung ương xuống làm hộ. Rồi trung ương không xuống làm hộ, mà anh nào địa phương không làm được cứ xử lý cái anh ấy, thay anh đi đi, đã không xứng đáng thì thôi, nên từ chức sớm đi. Nếu đã vi phạm rồi, thấy tay nhúng chàm rồi, tốt nhất là thôi xin thôi đi. Gần đây rất nhiều cái trường hợp ấy rồi, mà đang còn nữa, các đồng chí cứ chờ xem. Với sự nỗ lực phấn đấu chung sức đồng lòng của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực của chúng ta đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Không phải như một số ý kiến cho rằng nếu quá tập trung vào chống tham nhũng thì sẽ làm nhụt chí, chùn bước những người dám nghĩ, dám làm, hay làm chậm sự phát triển của đất nước. Không phải, mà hoàn toàn ngược lại. Chính nhờ làm tốt công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng an ninh và đối ngoại, đặc biệt là góp phần lấy lại và củng cố niềm tin của nhân dân
bác bỏ mọi luận điệu sai trái của các thế lực xấu thù địch, chống đối, cho rằng đấu tranh phòng chống tham nhũng, xử lý cán bộ đảng viên sai phạm là đấu đá nội bộ, là phe cánh. Đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, xây dựng và làm trong sạch đảng bộ máy nhà nước hoàn toàn không phải như vậy, mà chỉ làm chùn bước những ai có động cơ không trong sáng, đã chót nhúng chàm, và những người không nắm vững chủ trương chính sách của đảng, thiếu bản lĩnh, thiếu kiến thức và không có kinh nghiệm thôi.